thể. Ok, và vì bạn đã tâm quyết bắt xuất thành thạo, mình sẽ tặng cho các bạn hai combo. Và đây là combo thứ nhất. Với combo này mình sẽ kết hợp với những bước mình đã học rồi à. Và những bạn nào chưa học thì mình sẽ để những cái tag trên đây để, hay là trong, và trong phần mô tả để các bạn có thể học những bước này trước khi ghép vào combo nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bước Edit Step như sau à. Mình sẽ làm bên phải trước. 1, 2, 3, 4, xoay, 5, 6, bước, 7, 8, và go down. 1, 2, back squat, 3, 4, thử lập 6 step nào. 5, 6, 7, 8, and freeze. Ok, và câu 1 nhất của chúng ta, hãy thử kết hợp với nhãn nhé. Combo thứ nhất. Và chúng ta tiếp tục đến với combo thứ hai nào. Ok, let's go. Rồi, đến với combo thứ hai thì mình sử dụng cái bước Sansa Step như thế nào. Đầu tiên, 1, 2, 3, 4. Và mình turn, 5, 6. Xoay người từ trái sang phải. 7, 8. Và xoay lên back web. Và tiếp tục mình sẽ đi 6 step luôn. 1 and 2 and 3 and hey and freeze. Ok, và là combo thứ hai. Combo thứ hai, và đó là hai combo mình muốn dành tặng cho các bạn. Ok, và nếu các bạn đã tập luyện hai combo này rồi và các bạn vẫn còn ở đây tới thời gian này trong clip của mình thì đây là một bonus thêm dành tặng cho các bạn. Mình sẽ chỉ một bước nâng cao của back squat này để cái flow của bạn sẽ uyển chuyển hơn. Ok, flow like water. Mình vẫn kết hợp, mình vẫn như bước cơ bản của back squat, bởi vì chỉ cơ bản xoay người. Rồi, tới đây. Đây là một động tác các bạn cần phải chú ý đến mắt và bàn chân của mình. Mắt luôn nhìn theo chân khi mình đánh. Khi chân về phía sau thì chân này mình sẽ hạ mũi chân xuống. Tiếp tục mắt nhìn theo bàn chân này. Kéo. Tới đây, các bạn nâng hông lên. Rồi, và sỏ chân này đặt tay phẳng xuống để qua. Ok, đây một bước flow back squat. Mình sẽ làm lại một lần nữa nhé. Ok, vị trí cơ bản. Spin. Squat, mắt nhìn theo chân, hạ mũi chân xuống, nâng hông lên, đổi tay và sổ qua. Và đó là back squat flow. Thử đó, hãy thử đó với âm nhạc nhé. Web flow. Ok, và đó, đây là những phần combo và bonus dành tặng cho các bạn đã thành thục những cái bước mà đã hướng dẫn trong những video trước rồi. Ok, và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng ngại ấn like và một subscribe cho kênh của mình. Ok, đăng ký kênh làm rảnh làm vài move. Ok, Vinh Nguyễn, team làm vì sao. Love you guys.